da em trước đây thì thực ra mà nói là da em từ nhỏ thì cũng chỉ là bị mụn li ti thôi, nhưng do là khoảng 3 năm trước á, là trong quá trình đi làm em bị stress với lại do biến đổi khí hậu á, do em làm việc bên nước ngoài á, nên da mình có một phần nó bị ảnh hưởng bởi khí hậu nên nó lên rất là nhiều mụn, kết hợp với việc stress khi làm việc nữa, cho nên là lúc đó da không được tốt cho lắm. Thì lúc đó là có đi da liễu, nhưng mà chị em thấy uống thuốc nhiều quá mà cũng không bớt cho nên em bỏ. Rồi xong rồi đến lúc mà da em bị lên nhiều mụn như em chia sẻ lúc nãy á, thì em cũng có tìm đến, không phải là đi bệnh viện hay là trung tâm da liễu, mà em đến những cái spa, đi rất là nhiều spa để mà lấy mụn nè, rồi đắp mặt nạ, rồi cũng cho uống thuốc này kia nọ nữa. Xong rồi nó cũng đỡ, có một đợt là sau khi điều chỉnh da em đẹp lắm. Ai cũng thấy giống như da em bé vậy đó. Nhưng sau 3 tháng là nó lại tiếp tục bị lên mụn nữa. Cho nên em cảm giác là không hiệu quả thế nào cả. Cái quá trình mà bạn đi điều trị ở Tây Y cũng như ở spa là nó kéo dài trong khoảng bao lâu hả bạn? Khoảng 1 năm rưỡi, 1 năm rưỡi đến 2 năm. Và thật ra thì nó tốn rất là nhiều tiền. Cảm giác đầu tiên sẽ là tự ti. Tại vì hầu như cả các bạn của em thì da mặt rất là đẹp, không có bị mụn. Rồi mình đi chơi thì mình cũng cảm thấy rất là xấu hổ đối với các bạn. Rồi người nhà mình thì cũng hãy hỏi han, mặc dù biết và cảm thông nhưng mà lâu lâu mình cũng cảm thấy rất là ngại. Với người yêu thì cũng vậy, đi với người yêu mà da bị mụn thì cũng ngại. Lúc đó là em cũng có đi họp mặt bạn á, sau rồi có một nhỏ bạn cũng thân á, thấy da mặt em như vậy thì có hỏi, sau đó cũng giới thiệu cho em đến đây. Và chính bạn đó dắt em đến đây rồi ngồi nghe khám tư vấn với em luôn. Tức là bạn đó đã điều trị ở đây rồi, dạ, và giới thiệu cho bạn. Bạn em có một chị đồng nghiệp từng điều trị ở đây, và bạn em thấy chị đồng nghiệp đó có tiến triển tốt cho nên giới thiệu em, chứ da bạn em thì không có điều trị ở đây. Thực ra em điều trị ở đây khá là lâu, em mất đến khoảng 5 tháng lận, do da em bị viêm rồi bị dễ kích ứng nữa, cho nên thời gian điều trị khá là dài hơn so với tất cả các bạn khác. Dạ, trong vòng 5 tháng là em uống thuốc và bôi thuốc. Em có sử dụng Hoàng Nguyên, thì là nguyên một bộ luôn, là gồm có thuốc uống, thuốc bôi với lại sữa rửa mặt. Khi bạn sử dụng sản phẩm Hoàng Nguyên ấy, thì bạn có bị tác dụng phụ nào khác không ạ? Ví dụ như là bị các vấn đề về tiêu hóa không? Dạ không. Thực sự thì lúc mà sử dụng Hoàng Nguyên em cảm thấy rất là hoảng, do là vừa uống vô khoảng 1 tuần, 2 tuần, mụn lên tràn lan, lên rất là nhiều, do là nó phải bác sĩ nói là nó phải đẩy ra hết cái nhân mụn, thì lúc đó là trị tận gốc á. Cho nên là thời gian đầu em rất là thường xuyên gọi điện đến công ty để em hỏi tại sao da em càng lúc nó càng nặng, nó còn nặng hơn trước khi em đến đây điều trị nữa. Thì mọi người ở đây cũng có trấn an em, nói là đó là chuyện bình thường thôi, thì sau khoảng thời gian này thì sau khi nhân mụn được đẩy lên hết và điều trị thì da sẽ khỏe hơn, bên em cũng an tâm. Thì các bác cũng dặn là do là mình điều trị đông y á nên mất khoảng thời gian cũng phải dài, với lại phải từ từ. Trong cái đó là không chỉ là việc mình uống thuốc hoặc là mình bôi thuốc không, mà cũng phải bản thân mình cũng phải tự giác chăm sóc sức khỏe, ăn uống điều độ, và quan trọng là ngủ sớm trước 10 rưỡi. Nói chung là các bác sĩ rất là quan tâm đến em, rồi nói chung là từ cái khâu lễ tân lên cho tới tận khi mà mình khám rồi khi mình trị liệu nữa. Có một thời gian là em ngứa ngáy, em nghịch phá lên cái da mặt của mình, mặc dù bác sĩ dặn là không được nạy khạy nhưng mà em vẫn làm á, cho nên bác cũng có hơi nổi giận. Hiện tại thì đã tốt hơn rồi ạ. Đi thì mọi người cũng nói là thấy da đỡ hơn trước. Thôi, cảm ơn bạn đã tới với buổi chia sẻ hôm nay, và chúc bạn sẽ ngày càng xinh đẹp hơn và có nhiều thật nhiều thành công trong cuộc sống ạ. Dạ, cảm ơn bạn.